Dạ, bởi vì chúng ta cùng theo thêm chinh phục cái đỉnh núi nữa thì ở đây có cái đường hẻm nhà dân ở hai bên đường luôn mình. Đường lên núi rất là thanh bình, cảnh đầu quốc rất là chưa lên đây lần nào thì chỉ đi vòng vòng phía ngoài phía dưới đây là lớn rồi. Rồi đây được chuyện chỉ dẫn của mấy bác ở trên ở đây thì như gọi là một địa chỉ thì ở đây là gặp hàng rào với 40 trước nhà nào cũng có các bàn thờ thiên á, trời nước rất là nam bộ vậy.